chào anh em nha. Cái tiếp mù luôn này. À bên kia con bội 10 bánh trái chịu không nổi luôn. Mày con thần điêu đại hiệp nào mà đem ra một tiếp con găng thép tao tí dân. Con chim bội bên kia đánh tít mù luôn. Để đi quay con bội 10 cụ cho anh em xem nha. Mình mới cho nó đến xào bên này. Đây, bội 10 cụ đây. Đều như vắt chân. Cái cầu đều như vắt chân luôn anh em. Chuyện sao được. Mày nói thủng thẳng đều. Mấy con như này đứng hết rồi thì nó thực sự mình để cho nó qua bên dàn mà nó nhắc mấy. Cho qua đôi hình mảnh này đánh tưởng này. Rồi, ok. À nhát dữ. Bụng má cái lông cánh này. Cùng rùng ba lông cánh này. Con này mấy mùa? Mới mấy tháng. Bội mà. Dụng là tốt quá còn nhiều. Hôm mới thì lông xong. À. Dụng con này cũng vậy rồi. Tung rùng má lông cánh của. Bên này con găng thép nè. Găng thép chạy tít lò bên này anh em thấy không? Này găng thép cái lồng sau á, lồng chạy tít lò.
nè con bội. Bay há mỏ. Em nhìn thần thái đến sướng không? Thấy người là nó bay nha. Bỏi khủng đâu tí. Bỏi bự đâu rồi? Có con bỏi bự nó à. Ngồi xuống đi dánh đúng mà. Đây, từ từ mình like cho mỏi tay quá.